Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Cam Minh. Hôm nay mình chơi cái nhiệm vụ trong cái cảnh là vườn khú năm âm lịch các bạn. Không hiểu là trong cái cảnh này nó như thế nào, nhưng mà mình tạm dịch ra là như vậy. Vườn khú năm âm lịch, trong cái vườn trong cái vườn khú năm âm lịch này thì có rất là nhiều zombie các bạn. Đầu tiên thì mình trồng cây hoa mặt trời, cây cây hổ các bạn. Cây này nó thả ra những cái con hổ để tiêu diệt zombie. Bên cạnh đó thì mình trồng thêm cây cỏ điện các bạn. Cây cỏ điện này thì nó rất là hay, nó tiêu diệt zombie ở bất kỳ hàng nào các bạn. Zombie ở đâu đi vào thì nó cũng tiêu diệt được bọn zombie. Mình trồng cây hổ này nó cũng rất là có ích các bạn. Khi mà mình trồng cây hổ xuống thì con zombie nào nó đi vào thì sẽ bị cây hổ này nó tấn công. Cây này nó thả một con hổ ra tấn công cũng rất là ok các bạn. Mặc dù level 1 nhưng mà nó cũng rất là mạnh. Những con zombie đội cái nón rất là kỳ lạ các bạn. Cái nón màu vàng vàng, cái nón này giống như là cái mão vua, mão của vua mà vua ở bên Thái Lan đó các bạn. Zombie đại bác. Thường thì đại bác người ta sử dụng những cái viên pháo để bắn, còn cái này con zombie này thì nó sử dụng những con zombie để làm pháo bắn các bạn. Khi mà bắn nổ thì những cái con zombie này nó sẽ bay ra, và trong cái thùng gỗ kia con zombie nó đang lăn lăn á các bạn. Nó có hai con zombie trốn ở trong đó. Những cái tia sét đang đánh cho cái hùng lỗ nó hư. Cái này là giống như là trong cảnh hải tặc các bạn. Zombie hải tặc á, nó có zombie hiền trưởng. Con zombie hiền trưởng thì có con vẹt và những chiếc hùng gỗ, và cuối cùng thì con zombie và chiếc khung gỗ cũng đã được giải phóng ra bên ngoài và bị cái cây của chúng ta nó tiêu diệt một cách nhanh và gọn các bạn. Trong cảnh này thì mình sử dụng thêm cây lửa, cây đậu lửa. Cây đậu này nó có nhiệm vụ là bắn ra những cái tia lửa rất là hay luôn các bạn. Zombie rất là đông, và cuối cùng thì bọn zombie top 1 cũng đã hết và chuẩn bị qua top 2. Top này thì đông hơn các bạn. Những cái con vẹt đó nhìn nó rất là ghét luôn. Nó bay vào thì nó chuẩn bị lấy cái ăn trộm cái cây của chúng ta trồng đó các bạn. Nhưng mà rất là may mắn mình qua được cảnh rồi các bạn. Trong cảnh này thì có bọn zombie cầm những cái hiên, mà cái hiên này hình cái con cáo các bạn, không biết là con cáo hay con gì nhưng mà nhìn rất là hung hăng. Những chiếc hiên này thì mình sử dụng cái cây cây cỏ điện để khống chế, và bên cạnh đó thì mình trồng thêm một cây nhựa hông các bạn. Cây nhựa hông để khống chế cho những con zombie đi chậm lại để mình có thời gian để tiêu diệt những cái con này nhanh và gọn gàng. Zombie thì đã tấn công vào rồi các bạn. Giờ con này, cái con cáo này nó rất là dài luôn.
Con này nhìn nó giống con heo rừng, con gì á. Và bơm khoai tây hạ gục cái đòn zombie rất là hay. Các bạn xem kênh của mình, nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo mới khi mình ra video mới. Chiến thuật rất là hay, sử dụng những cái quả bom khoai tây này phải nói là nó rất là hay và hiệu quả luôn các bạn. Con zombie nào mà nó đi vào mà nó giảm lên là khả năng nó đi du lịch xa rất là lâu luôn các bạn. Con zombie rất là dễ thương. Đấy, con zombie này nó láo phét các bạn, nó có một cái âm mưu rất là ghê tởm, đi vào ngôi nhà của chúng ta ở, mà nó đi vào thì nó có ý định là xâm chiếm ngôi nhà và ở luôn các bạn. Trong khi đó thì mình có trồng những cái cây, những cái cây này nó có tác dụng là chống bọn zombie các bạn. Khi mà bọn zombie nó đi vào thì nó sẽ gặp những cái cây này nó bị cản lại, và những con zombie nó không thể vào được nữa các bạn. Mình đặt những quả bom khoai tây này nó rất là tiện ích và giúp cho mình chiến thắng nhanh hơn và mau lẹ hơn các bạn. Nếu như mà mình sử dụng tia sét này á thì mình đánh nó rất là lâu, nên sử dụng cái những quả bom khoai tây này là một kế sách thật là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem video của mình. Chúc các bạn một ngày may mắn, vui vẻ và thành công. Chào tạm biệt các bạn.